Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta cũng có nhiều tin rất sốt dẻo để chúng ta tâm tình với nhau. Tôi cũng vừa nhận được cái bài viết của tác giả Nam Sơn nói về sáu cái rễ cái của Tàu Cộng trên đất Mỹ. Đây là bằng chứng để quý vị thấy rằng là Tàu Cộng ảnh hưởng rất mạnh ở Hoa Kỳ nhờ cái đô la. Mà cái đô la của Tàu Cộng lại do Mỹ đưa đến trong suốt gần 3 thập niên, từ Bill Clinton cho đến Obama. Dưới triều đại Clinton thì Bộ Tư pháp, này, CIA, FBI bị biến chất. Dưới triều đại của Hillary Obama thì Bộ Tư pháp, CIA, FBI, Democrat và Reno đã bị hán hóa. Quý vị thấy chưa? Đây không còn là biến chất mà là hán hóa. Xin lỗi quý vị. Dưới triều đại Trump thì bọn phản quốc điên cuồng nổi loạn. Nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Christian và Jews. Tức là Hoa Kỳ từ lâu nay, chúng tôi thưa với quý vị, mạnh mẽ là nhờ tin vào Thiên Chúa. Cho nên bất cứ một tên cộng sản nào mà muốn chống Mỹ thì nên chống cái tôn giáo của nước Mỹ trước. Nước Mỹ được xây dựng trên căn bản của đức tin. Chúng tôi đã nhiều lần nói với quý vị, qua sách vở, qua hiến pháp, qua bản tuyên ngôn độc lập, quý vị đều thấy phảng phất hình ảnh của bàn tay Thiên Chúa mầu nhiệm, che chở, nâng đỡ và phù trì cho đất nước Mỹ và nhân dân Hoa Kỳ. Cho nên Cộng sản thất bại đối với Hoa Kỳ là vì họ không chống được cái tôn giáo của Hoa Kỳ. Họ có thể mua chuộc được một ông linh mục, họ có thể mua chuộc được một loạt sơ, họ có thể mua chuộc được những người về làm trong việc của Thiên Chúa, của Tin Lành, của các đạo khác mà đều tin vào Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Đấng Thượng Đế, Chúa Cứu Thế. Họ không thể nào đi thẳng vào nền tảng đức tin của Hoa Kỳ. Cái foundation, cái nền tảng của đức tin và Thiên Chúa bất di dịch qua mọi thời gian. Đó là lý do tại sao mới có trên 240 năm lập quốc, 243 năm mà nước Mỹ trở thành siêu cường của thế giới. Nó hay nhất ở cái chỗ mọi người đều chống Mỹ. Cái đó là một cái điểm lạ lùng. Giống như Thiên Chúa vậy, mọi quỷ Satan đều không công nhận Thiên Chúa. Chúng nó bảo, Cộng sản nó bảo thì tổ là người là con khỉ, thì tổ là người là con cá. Nó liều, có phải không? Chúng ta dài dòng để quý vị thấy rằng cái nền tảng vững mạnh nhất của nước Mỹ không phải là ba cái tàu ngầm, ba cái xe tăng, ba cái tàu bay. No. Nói về những cái đó thì nước Nga mạnh hơn nước Mỹ. Đến giờ này vấn đề tàu bay cũng vậy. Chiếc phi cơ của Mỹ khổng lồ C-17 mà còn đơn nói dài một tí, chở được 2-3 cái xe tăng đã là hùng vĩ rồi. Nhưng mà phi cơ của Nga nó chở được cả một tiểu đoàn không kỵ, trong đó có hàng chục chiếc xe tăng. Nó chở cả những phi thuyền con thoi, nó chở cả những phi cơ lớn nhất của thế giới. Mà nó thua, nó bị tiêu diệt, Liên Xô bị tan ra mây khói, không tốn một viên đạn của Hoa Kỳ. Những người nào muốn ca tụng xã hội chủ nghĩa, muốn người nào muốn ca tụng cộng sản, thì hãy dở lại lịch sử của Liên Xô vào những thập niên 80, 90 bị tiêu diệt một cách đau khổ, chết một cách tức tưởi mà không ai đánh. Chỉ có đức sức mạnh của đức tin. Foundation của faith, căn bản của niềm tin nơi Thiên Chúa. Bởi vậy cho nên tất cả các quốc gia trên thế giới họ đánh nước Mỹ, họ thất bại. Rồi quý vị đưa vào lịch sử, đệ nhất thế chiến do nước Đức gây ra cũng bị tan tành sau khi nước Mỹ nhảy vào cuộc chiến. Đệ nhị thế chiến cũng do Hitler gây nên, cũng chỉ chấm dứt khi nước Mỹ nhảy vào cuộc chiến. Nếu như không có một cái trận đánh ở Trân Châu Cảng của mấy cái chú Nhật lùn
Tiếng Anh nó gọi là, Mỹ nó gọi là Nhật là Little Jap. Mấy thằng Nhật lùn dám đánh Mỹ, nện cho hai quả bom nguyên tử tan tành. Cho nên cái người Á Đông mình họ không thông minh, phải nói thẳng là như thế. Vì cái tâm hồn của họ hẹp hòi, hèn mọn. Tập Cận Bình không nhìn thấy bài học của nước Nhật. Khi có vài đồng đô la rồi bắt đầu lên mặt vênh váo ra đây, đâu có biết rằng cái đồng tiền đó là đồng tiền bất lương. Ngay cả những cái tên gọi là tỷ phú của Tàu, Jack Ma, cũng là đồng tiền bất lương của Đảng Cộng sản Tàu đưa cho nó, chứ nó làm cho có tiền. Nếu nó là một người làm việc thật thà, bao giờ nó kiếm được 1 triệu đô la, chứ đừng nói là 1 tỷ. Cho nên khi nó có bạc tỷ rồi, mặt mũi nó trông như là con quái vật. Nếu chúng nó chịu khó ngồi gương, nó soi lại, nó nhìn mặt nó y con quái vật. Nó nghênh ngang rồi lấy ra đồng tiền, nó vui trên thể xác của chị em ta, những con nhà nghèo. Nước Mỹ khác, tin vào Thượng Đế, cho nên khi người ta có tiền, người ta phải nghĩ đến người nghèo trước, người ta phải nghĩ đến lương thiện trước, rồi họ muốn ăn chơi đó là chuyện riêng. Thế thì câu chuyện này cũng vậy. Obama là một tên da đen, có phải là một tên da trắng đâu. Cho nên tâm hồn cũng hèn mọn, y như dân da vàng, y như Tập Cận Bình, y như là Hirohito, là tên vua của nước Nhật hồi đệ nhị thế chiến, y như là tên Toyo, tưởng ta đây là trung tâm của vũ trụ. Ngu. Dưới triều đại của Trump, bọn phản quốc điên cuồng nổi loạn. Cảm ơn tác giả Nam Sơn viết những câu rất là chí lý. Nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Christian và Jews, người Do Thái, Tổng thống Trump đã vững vàng tiến bước, và ngày 23 tháng 7 2018, Tổng thống đã tước quyền miễn trừ an ninh của 6 cái lễ cái của Tổ cộng trên đất Mỹ. Tức là những cái tên này trước kia là được đặc biệt có thể coi những tài liệu mật, hồ sơ mật của nước Mỹ để nó làm gián điệp cho Tổng. Donald Trump biết được, cho nên cúp hết, gọi là Top Security Clearance. Trong đó có tên gì? Cựu giám đốc CIA John Brennan của Obama, cựu giám đốc FBI James Comey của Obama, cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe của Obama, cựu phó giám đốc tình báo quốc gia James Clapper của Hillary Clinton, cựu cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice Jaden của Obama, cựu giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Michael Hayden cũng là của Obama. 6 tên này đã bị tước cái quyền không được coi hồ sơ mật. Tàu cộng thất bại là vì thế. From Sean Hannity, theo những cái chương trình của anh chàng Hannity của đài Fox News, thì former CIA, cựu giám đốc CIA John Brennan, từ năm 2013 đến năm 2017, thì đã escalate war word with the High House. Thì tên này đã đánh võ miệng với tòa bạch ốc chống lại Tổng thống Donald Trump. Rồi sau khi thẩm vấn các phụ tá của Hillary Clinton về email, James Comey đã cho hủy máy laptop của Hillary. Quý vị thấy chưa? Nói tóm lại, những tên lưu manh này là tay sai nối giáo cho Tổng. Rồi chúng ta là có bài đọc nữa của ông Nam Sơn, ông ấy nói về có ai độc tài và tàn ác hơn là Obama không? Henry Kissinger gọi 8 năm dưới triều đại Obama là tyranny, là chế độ độc tài bạo ngược, với 10 bằng chứng sau đây. Thứ nhất, khi mà Donald Trump lên làm tổng thống bị phản đối biểu tình lớn nhất, gần 2 triệu người ở DC, nhưng Obama ra lệnh cho các báo chí không được đăng những tin này, không được nói đến vấn đề chống đối đông Obama. Thứ hai, Obama mở cửa biên giới cho 11 triệu di dân bất hợp pháp tràn vào Mỹ trong 8 năm. Quý vị thấy chưa? Trong đó có khoảng 6 triệu là tội đại hình đang sống ngoài vòng pháp luật MS-13 của vùng Trung Mỹ. Thứ ba, Obama đã thả lỏng cho hàng chục tấn cocaine vào đầu độc giới trẻ Hoa Kỳ. Ông ta không có bắt,
cho tự do, rồi cho các tổ chức khủng bố Hồi giáo, cho các tội phạm qua biên giới phía Nam. Cho nên thời Obama 85 xảy rất nhiều lần khủng bố ở Hoa Kỳ, mà suốt 3 năm nay của Trump không có một vụ khủng bố. Thứ 4, Obama đã thả 5 tên lãnh tụ khủng bố Hồi giáo để đổi lấy một tên đào binh mà không cần thông qua Quốc hội, mà Quốc hội cũng được lệnh ăn tiền của tàu, không được phản đối. Cộng hòa hay là dân chủ không khác gì. Thứ 5, Obama và Hillary đã bán 20% uranium của Hoa Kỳ cho Nga. Thứ 6, Obama buộc Quốc hội phải chấp thuận một ngân khoản 3.800 tỷ đô la để cho y xài phí phạm. Thứ 7, Obama giao toàn bộ Biển Đông cho Tàu Cộng. Đấy, cái đó mới là quan trọng. Trên suốt 8 năm Obama, Tàu Cộng xây rất nhiều cơ sở bù lại, đưa tiền lại quả cho Obama, cho Bill Clinton, cho Hillary. Thứ 8, Obama tạo ra một núi nợ từ 10.000 tỷ lên đến 20.000 tỷ. Để đến nỗi bây giờ mỗi một năm, nước Mỹ phải trả 600 tỷ đô la tiền lời. Thứ 9, Obama biếu tặng cho Iran 150 tỷ đô la, cho Brotherhood của Ai Cập 150 triệu đô la. Thứ 10, Obama cùng với Hillary làm thất thoát 6 tỷ đô la của Bộ Ngoại giao, đồng thời sát hại Đại sứ Chris Stevens và các quan chức truyền thông cầm như hến. Quốc hội không dám nói đến. Cho nên đấy là một trong những cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng là đất nước này nếu không có đức tin, Thiên Chúa không bao giờ cho Donald Trump lên làm Tổng thống, mà Thiên Chúa sẽ cho Hillary lên làm Tổng thống. Vì cái đường lối nó tổ chức của Tàu Cộng quá đẹp. 10 giờ đêm, đêm bầu cử mà còn ca tụng Hillary sẽ thắng cử và đưa ra tờ báo Newsweek chào mừng Madam President, chào mừng nữ Tổng thống của Hoa Kỳ. Cuối cùng cả lũ bị vỡ mặt. Và từ ngày đó, Đảng Dân Chủ đi xuống hố. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay với những cái tin rất tuyệt vời, chẳng hạn như là sự lúng cúng trong nội bộ Quốc hội Đảng Dân Chủ giữa Pelosi và mấy con bé Hồi giáo và gái bán ba Mễ Tây Cơ. Xin cảm ơn quý vị.